tự tay nhào nặn đất sét, được hướng dẫn tỉ mỉ cách sử dụng bàn xoay để tạo hình sản phẩm. Chỉ cần một chút cẩn thận, một chút kiên nhẫn và sự khéo léo của đôi bàn tay, mỗi vị khách đến đây đều hoàn toàn có thể sáng tạo ra một sản phẩm gốm của riêng mình, độc nhất vô nhị. Lúc đầu thì tôi nghĩ là làm gốm rất là khó, nhưng mà khi mà đến đây được chị quản lý hướng dẫn á, thì thật sự là làm gốm rất là dễ và nó rất là thú vị. Cũng như là cái sản phẩm của mình ra mình rất là thích. Mình làm xong rồi mình thấy mình tập trung vào nó, xong mình không nghĩ được cái gì hết. Tại vì mình cái sự tập trung là khi mình làm xong một cái sản phẩm, mình cảm thấy nó là của mình á, thì sự khi sử dụng nó sẽ thích hơn. Mất phí hơn 100.000 đồng để tự tay thực hiện một sản phẩm bằng gốm. Phí nông cho mỗi sản phẩm tùy kích thước lớn nhỏ có giá dao động là 50-200.000 đồng. Chi phí này không quá đắt đỏ đối với những người muốn tạo nên một đồ vật mang dấu ấn cá nhân. Chính vì chi phí hợp lý nên ngày càng nhiều người trẻ tìm đến những lớp học gốm như thế này để giải tỏa căng thẳng sau một tuần làm việc mệt mỏi. Tự tay mình làm rồi tự tay mình trang trí lên đó thì nó là một sản phẩm mà mang dấu ấn riêng của mỗi bản thân, cũng như là một sản phẩm mà chỉ có độc nhất trên đời một cái duy nhất thôi, thì họ rất là vui sau khi nhận sản phẩm về. Bạn có thể đến đây không cần chuẩn bị gì hết, và thậm chí bạn cũng chẳng cần biết trước cách làm gốm nữa, bởi vì store sẽ chuẩn bị hết cho bạn các dụng cụ và các nguyên vật liệu để sản xuất ra một tác phẩm làm gốm. Trong lần trải nghiệm đầu tiên, thành phẩm không phải lúc nào cũng hoàn hảo, thế nhưng dù có méo mó, màu sắc chưa đều, nhưng chính những sự chưa hoàn hảo ấy sẽ mang lại nhiều niềm vui.